Alo, xin chào bạn. Bây giờ anh sẽ hỗ trợ bạn sửa phần bài đọc điền nhé. Đây là một bài mà anh đánh giá là không quá khó ha. Phần hồi nãy anh chữa hơi nhanh, lúc nãy anh xem lại anh thấy hơi nhanh. Thì bây giờ này anh sẽ chữa chậm lại một xíu, bạn nhìn anh nhé. Các bạn nhìn câu số 34. Câu 34 là một câu hỏi về từ vựng. Vì sao anh biết từ vựng? Vì bạn nhìn A, B, C, D là những cái từ khác nhau, đúng không? Khác nhau. Vậy nó khác nhau về từ loại. Thì mình xác định câu từ vựng. Với từ vựng phải hiểu ngữ cảnh. Các bạn nhìn anh nè, debate là những cái cuộc tranh luận, những cuộc thảo luận, đúng không? Về những cuộc tranh luận về cái việc là máy bán hàng tự động á, vending machines là máy bán hàng tự động. Thì những cái cuộc tranh luận, những cuộc thảo luận về máy bán hàng tự động ở trong trường thì không phải là một điều gì đó mới mẻ. Đã từ rất lâu thì chính phủ địa phương và cũng như là những cái trường công á, thì người ta đã gọi là đã cân nhắc, đã thảo luận liệu rằng đó có phải là một cái ý tưởng tốt khi mà chúng ta sở hữu một cái máy bán hàng tự động ở trong trường hay không, đúng không? Vậy đọc cho anh hỏi, bạn biết trong ngoài điền cái từ là cân nhắc, là thảo luận, đúng không? Vậy nhiều bạn sẽ chọn ngay được, mình không dùng câu A ha, bình luận không phải là câu A rồi, đúng không? Mấy bạn có từ consider, consider là cân nhắc, là thảo luận. Thế bạn chọn cái từ consider nhưng bạn lại quên rồi, có giới từ on mấy đứa. Có giới từ on mà, đúng không? Vậy thì mình có từ consider something thôi, cân nhắc cái điều đó thôi, cần si consider something thôi. Chứ consider làm gì với từ on, trên câu này không đúng ha. Vậy bạn có từ deliberate, deliberate on hoặc là about something, on hoặc about something. Deliberate on hoặc about something nó có nghĩa là mình cân nhắc, mình thảo luận về cái điều gì đó. Vậy đúng phải là câu C, được không ạ? Từ persist, persist in doing something tức là cố chấp, khăng khăng mình làm điều gì cũng không hợp lý, đúng không? Sang câu số 35 là câu hỏi về liên từ, câu hỏi liên từ. Với bạn nhìn cho anh nè, là những cái cuộc tranh luận và những cái máy bán hàng tự động ở trong trường đó, thì không phải là một cái vấn đề gì đó quá là mới. Đã từ rất lâu rồi, chính phủ địa phương và những cái trường công thì người ta đã thảo luận và có việc liệu rằng đó phải là ý tưởng tốt khi mà chúng ta sở hữu một cái máy bán hàng tự động ở trong trường hay không. Tuy nhiên thì ở Mỹ á, chỉ có một tiểu bang cấm thôi, đúng không ạ? Còn những tiểu bang còn lại thì họ có những cái luật khác nhau về cái máy bán hàng tự động này, đúng không? Vậy rõ ràng là cho tuy nhiên thôi. Vậy nó tuy nhiên bạn chọn anh là câu A, however. Câu 36 là câu về liên lượng từ. Các bạn nhìn anh, câu 36 rất là dễ, bạn cứ từ disadvantage, chỉ số nhiều, đúng không? Chỉ số nhiều. Vậy số nhiều bạn lại được câu này nè, đầu tiên lại được câu C, vì every cộng danh từ số ít, đúng không? Lại câu A, vì much cộng danh từ không đếm được. The number of cộng danh từ số nhiều có nghĩa là một cái con số. Còn many như là nhiều. Với bạn nhìn cái ngữ cảnh câu này là gì? Nhiều người họ tin rằng, nhiều người thì họ tin rằng, một vài người thì họ tin rằng, thì là có đồ uống, đúng không? Có những cái máy bán đồ uống và thức ăn nhanh và snack đó, ở trong trường là một cái ý tưởng, là một cái ý tưởng tốt. Tuy nhiên, những cái người khác thì họ lại tranh luận rằng, họ lại cho rằng có rất nhiều bất lợi, cũng có rất nhiều bất lợi. Và chỗ này là nhiều, với nó là nhiều, mình dùng từ many, có nghĩa là nhiều nhóm em, many là nhiều, là câu đi. Em thấy dễ không? Câu 7 là câu về đại từ, đúng không? Đại từ quan hệ, câu 7 là gì ta? Họ thì đã trích dẫn những cái số liệu, và số liệu danh từ số là danh từ chi vật, nó phải dùng là which. Có đáp án which không nhỉ? Câu 34, câu 37 bạn nhìn nè, không có which mà dùng that, that which như nhau các bạn. That với which như nhau, đó đúng là câu B. Ha, sẽ câu 38, câu về từ vựng. Câu 38 là câu gì nhỉ? Đó có phải là cái gì đó? Rồi bạn nhìn là câu 38. Những cái thực phẩm mà có nhiều đường á, và những cái đồ uống như là Coca-Cola này, và những cái bánh kẹo mà có nhiều đường như là kẹo nè ha, thì bán khá là chạy, đúng không ạ? Sorry bạn, đọc lộn câu. Những cái sản phẩm có nhiều đường, những cái thực phẩm có nhiều đường nè, và những cái đồ uống ấy, thì thường gây ra cái bệnh béo phì ở cái người tiêu dùng, tiêu thụ, đúng không? Và những cái người phản đối những cái máy bán hàng tự động ở trong trường á, thì họ lo ngại rằng là chúng ta đang dạy cho đứa trẻ cái cách để trở nên béo phì. Đó, khi mà cân nhắc về những cái vấn đề của béo phì ở tuổi vị thành niên á, thì đó phải là một cái gì khi chúng ta nói rằng cái vấn đề sức khỏe của đứa trẻ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ nếu như những cái máy bán hàng tự động được đưa sử dụng ở trong trường, đưa vào sử dụng ở trong trường. Và dịch như vậy bạn chọn từ gì bạn? Mấy đứa câu A từ accessible, accessible là có thể tiếp cận được, đúng không ạ? Bạn có câu B là plausible là đáng tin cậy, là hợp lý.
hợp lý, đáng tin cậy, sensitive là nhạy cảm, và applicable là thích hợp, applicable to, thích hợp. Và bạn nhìn cho anh là khi mà mình cân nhắc về cái vấn đề là béo phì ở tuổi vị thành niên thì đó là một điều rất hợp lý khi mình nói rằng, đúng không? Mình có thể nói rằng một cái điều rất hợp lý. Vậy đó là một điều rất hợp lý khi mình nói rằng là sức khỏe, những cái vấn đề sức khỏe của đứa trẻ sẽ trở nên trầm trọng khi mà những cái máy bắt hành động được đưa vào sử dụng trong trường. Và trong này là hợp lý, đúng đắn. Theo nghĩa của câu, đúng mình là câu B ha. Rất là hợp lý, rất là đúng đắn khi mình nói điều gì đó thì là câu B. Vinh hỗ trợ bạn xong bài này rồi, mấy bạn thấy khó không? Không khó đúng không em? Bây giờ mình cùng chuyển sang bài đọc hiểu nhé.